Thần chết gọi đi. Hờ, đơn hàng hoa quả vừa rồi lãi có 1/4, ít quá. Nhất định phải nghĩ cách làm sao tăng lãi lên mới được. Dạ thưa ông, còn đơn hàng này sắp sửa xuất cho khách, ông xem qua không ạ? Coi chứ, phải xem, sai một từ hay một con số thôi là cũng có thể bay hơi cả đống tiền của tôi rồi đấy. Alo. Alo mình à, mình sắp về nhà chưa? Về gì mà về cơ chứ, một núi công việc tôi còn phải giải quyết đã xong đâu. Ở nhà cứ ăn cơm đi, không phải đợi tôi đâu. À mình ơi, sắp tới mấy ngày nữa là Thanh Minh rồi. Mình thu xếp để cả nhà chúng ta về quê thăm và sửa sang phần mộ của tổ tiên ông bà nhé. Đã mấy năm nay... Ôi trời ạ, Thanh Minh thanh miết cái gì? Bà và mấy đứa cứ chủ động mà về đi. Ấy, ông lại ho rồi. Phải giữ gìn sức khỏe kẻo ốm ra rồi lại khổ. Hay à, mai tôi đưa ông đi khám xem thế nào nhé. Ông ho lâu quá rồi. Biết vậy. Thế thôi nha. Dạ bác Tân. Sao có chuyện gì? Nói mau, tôi đang bận đây. Dạ thưa bác, sắp tới Thanh Minh, bác cho cháu nghỉ làm buổi sáng để về nhà sửa soạn được không ạ? Hừ, không được. Cậu nghỉ thì khuyết mất một chân bán hàng ở quầy bánh kẹo. Mà cậu có biết một ngày nghỉ như thế thiệt hại bao nhiêu của tôi không? Cậu có bù được chỗ tiền ấy cho tôi thì hãy xin nghỉ. Dạ, thế thì thôi bác ạ. Kính thưa quý vị, trong dịp Thanh Minh, lượng hàng hóa tiêu thụ giảm nhẹ. Cũng may là doanh số bán ra vẫn không thể giảm, mà duy trì được ở mức tăng nhẹ. Thế là tốt rồi. Nhưng bán những mặt hàng tiêu dùng mãi cũng chả ăn thua nhiều. Nhất định mình sẽ mở rộng thêm một số mặt hàng mỹ phẩm và trà trộn thêm vào nhiều hàng nhái. Đó có lẽ là cách kiếm lợi nhanh nhất. Ôi trời, không biết mình đang ở đâu thế này. Đây là đâu vậy? Và ông là ai? Ta là thần chết đây. Nói vậy, ngươi biết mình đang ở đâu rồi chứ? Trời, lẽ nào tôi đã chết hay sao? Không thể nào, tôi còn bao nhiêu công việc cần phải làm. Ta rất tiếc, nhưng mà thời gian của ông đã hết. Không thể nào, buông tôi ra. Không ai khi đến gặp ta mà thích cả. Ai cũng nói là không thể nào, nhưng rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận thôi. Nào, chúng ta lên đường thôi, hãy đến nơi ngươi cần đến. Đến đâu? Cứ đi rồi sẽ biết. Trên tay của ông có gì thế? Đó là di vật của ông. Di vật? Chắc là vàng bạc cả đời tôi vất vả tìm kiếm. Ông nhầm rồi. Những thứ đó trước nay không bao giờ thuộc về ông. Nó thuộc về địa cầu. Ông thấy không? Xuống đây ông cũng đâu có tiêu được những đồng tiền đó đâu. Thế trong cái hộp đó lẽ nào là ký ức của tôi có phải không? Cũng không phải, ký ức thuộc về thời gian. Thế chắc là tài năng kinh doanh quản lý thiên phú của tôi. Cũng không phải, tất cả những cái đó thuộc về cảnh ngộ. Lẽ nào đó là người thân gia đình, bạn bè của tôi? Càng không phải vậy, họ thuộc về hành trình mà ông đã đi qua. Mỗi người có một số phận và cảnh ngộ riêng. Vậy nhất định là thân xác của tôi rồi. Thân xác tôi là của tôi. Thân xác của ông khi chết đi rồi thuộc về cát bụi. Vậy chịu thôi, tôi không thể nào đoán biết được là hành trang của mình có những gì. Thôi được rồi, giờ ta sẽ mở cái hộp này ra. Trời, một chiếc hộp trống ư? Vậy thì cái gì mới thuộc về tôi cơ chứ? Trên thế giới này, bây giờ chẳng có thứ gì thuộc về anh hết. Cái thực sự thuộc về anh là mỗi phút giây tích tắc khi anh đang sống. Giờ thì anh đã chết, chẳng còn gì nữa. Vậy mà khi còn sống, mình quên ăn quên ngủ để làm lụng, nghĩ mọi cách kiếm thật nhiều tiền, quên đi bản thân, gia đình, chèn ép người làm công, bỡ đỡ kẻ bên trên. Khi chết đi rồi cũng có mang theo được gì đâu.
Kiếm tiền chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Sức khỏe và sự thanh thản, an nhiên, đó mới là giá trị thực sự trong cuộc sống con người. Hóa ra vừa rồi là một giấc mơ. May quá. Không phải là giấc mơ đâu, chỉ là ta cho ngươi thêm một cơ hội mà thôi. Hãy biết trân trọng cơ hội này mà sửa đổi đi. May quá, mới sáng, giờ mình thu xếp về quê chắc hãy còn kịp. Bà ấy và mấy đứa chắc sẽ bất ngờ lắm khi thấy mình về. Nỗi oan của quả táo. Xin chào mọi người, tôi ngồi đây được không? Không được, đây là bàn của những trái cây có vị chua. Anh đi chỗ khác giùm. Tôi ngồi đây nhé. Không, chỗ này là của anh Nhãn và Vải rồi. Anh đi chỗ khác giùm đi nhé. Chúng tôi là trái cây có vị ngọt. Mời anh ra bàn khác giùm. Nhưng mà tôi cũng có vị ngọt cơ mà. Anh ơi, anh dở dở ương ương chứ ngọt nổi gì. Mời anh đi chỗ khác hộ. Đủ rồi nhé. Tại sao mấy người quá đáng vậy? Tôi có tội tình gì mà xua đuổi tôi chứ? Anh mà không có tội ư? Anh á, là tội đồ khiến nàng Bạch Tuyết trúng độc. Đúng là loài táo ác độc. Chúng ta không thèm qua lại với nó. Tôi cũng không thèm mấy người. Nhưng mà thật oan ức quá. Tại sao người ta lại luôn đem mình ra để làm những điều xấu vậy? Tại sao người ta lại bất công với tôi như thế? Con đã làm rất tốt tất cả các vai trò đó mà. Mẹ Thiên Nhiên, con không nghĩ rằng con rất vinh dự được đóng góp vào những câu chuyện đó ư? Không, con rất ghét. Mẹ, mẹ hãy cho con vào lại câu chuyện đó để thay đổi mọi thứ. Con muốn mọi người nhìn con khác đi. Mẹ, mẹ giúp con với. Được thôi. Con cứ đi và khám phá. Hãy làm những gì con nghĩ là tốt hơn. Và để xem kết quả thế nào. Bây giờ quả táo này đã không có độc. Nàng Bạch Tuyết sẽ được cứu sống. Chào bà. Bà muốn gì ạ? Con mua giùm ta trái táo được không? Ôi, trái táo nhìn ngon quá. Lại còn bổ nữa. Đảm bảo không có độc nhé nàng. Sao? Con thấy sao? Dạ, ngon lắm ạ. Sao? Con không thấy trong người có gì khác lạ à? Thôi đi bà ơi. Kế sách của bà thất bại rồi. Từ giờ không có ai nói ta là quả táo xấu xa nữa. Cảm ơn bà. Thôi con vào nhà đây. Sao rồi? Con đã mãn nguyện chưa? Dạ, nhờ con mà nàng Bạch Tuyết đã được cứu sống. Từ giờ sẽ không có ai nói được gì con nữa. Đấy, Bạch Tuyết đấy. Cô ấy vẫn sống, vẫn vui vẻ trong ngôi nhà của 7 chú lùn. Thật tuyệt. Một kết cục thật may mắn. Mọi người sẽ không có cớ gì để nói con làm việc xấu nữa. Ta nghĩ con nên xem tiếp phần sau của câu chuyện nhé. Sao số phận ta lại hẩm hiu như vậy? Bao giờ ta mới gặp được tình yêu đích thực của đời mình? Hoàng tử chỉ biết tới Bạch Tuyết khi nàng trúng độc và 7 chú lùn đã đi tìm chàng. Vậy lẽ nào là do con? Có những câu chuyện con nghĩ là xấu, nhưng nhờ vượt qua nó, người ta mới đến được một kết quả tốt đẹp. Con thấy đó, nàng Bạch Tuyết nhờ trái táo độc mới gặp được hoàng tử. Và khi đó, nàng ấy còn phải cảm ơn trái táo độc. Vậy mẹ cho mọi chuyện quay trở lại để nàng Bạch Tuyết gặp được hoàng tử đi. Thế con không sợ mang tiếng là quả táo xấu xa sao? Thôi, con thà làm quả táo xấu xa, chứ không nỡ nhìn thấy nàng Bạch Tuyết đau khổ như vậy. Con thật can đảm, mẹ tự hào vì có con. Quá, nàng ấy đã được gặp hoàng tử rồi. Còn con có muốn vào dự đại hội trái cây nữa không? Con sẽ ngẩng cao đầu bước vào và cho họ biết
chính nhờ có con mà Bạch Tuyết và Hoàng Tử mới đến được với nhau. Con không nói dối. Ê tụi bay, cái mít đang đến kìa. Các cậu chơi trò gì đấy? Cho tớ chơi với. Nó là đứa không có mẹ, đừng chơi với nó. Ừ, mẹ nó bỏ nó đi rồi. Ơ kìa các cậu. Sao thế mít? Hôm nay cơm ngoại nấu không ngon hả? Ngoại ơi, bao giờ mẹ con mới về ạ? À, mẹ con sắp về rồi. Lúc nào ngoại cũng nói là mẹ con sắp về rồi, bao giờ mẹ con mới về chứ? Sao mẹ con đi lâu vậy? Mẹ con đi làm mà, đi làm kiếm tiền nuôi hai bà cháu mình chứ. Con không thích, con không cần, con muốn mẹ về với con cơ. Kìa, mít. Con cố gắng thu xếp về với con bé, nó nhớ con lắm đây. Con bận lắm, làm sao mà về được? Bận mấy cũng phải về với con chứ, con đi cả năm nay rồi còn gì. Ngoại, ngoại đang nói chuyện với mẹ của con phải không ạ? Ngoại cho con nói chuyện với mẹ đi. Con nói chuyện với con mít nha. Mẹ ơi, bao giờ mẹ về? Con ngoan à, ở nhà với bà. Rồi khi nào mẹ rảnh mẹ về với con nha. Con không chịu đâu, mẹ về với con đi. Sao mẹ cứ đi mãi vậy? Thôi nào, mẹ còn đi làm chứ. Con phải ngoan và nghe lời bà đấy. Không, con không chịu đâu. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ. Ôi, con về rồi à. Quà của mẹ với bé Mít đây. Sao con mua nhiều thế? Về nhà là tốt rồi. Thôi, vào rửa tay chân để lát còn ăn cơm con. Thôi con không ăn đâu. Con chỉ tạt qua nhà một lúc thôi rồi đi luôn ạ. À? Sao vội thế? Con đang có một dự án ở dưới quê mình nên tiện thì ghé qua nhà một chút. Con đi cùng xe công ty mà. Thế con không định gặp cái Mít sao? Nó nhớ con lắm đây. Còn một tiếng nữa con mới phải đi. Chắc con bé cũng sắp đi học về rồi, đúng không ạ? Công việc cần thật nhưng mà con cũng nên quan tâm đến con cái chứ. Cứ đi biện biệt thế này. Thôi mà mẹ, lúc nào mẹ cũng cằn nhằn thế. Con đi kiếm tiền chứ có phải đi chơi đâu. Bao giờ đủ tiền con sẽ đón hai bà cháu lên thành phố. Con vào rửa mặt đây. Đi đường xa đã mệt mà mẹ cứ nói nhiều à. Chuyện gì thế cháu? Sao cháu lại khóc? Bạn Mít đánh con. Mít, sao con lại đánh bạn? Tại bạn ấy trêu con. Dù bạn có trêu con thì cũng không được đánh bạn chứ. Nhưng bạn ấy nói không đúng. Bạn ấy không được nói thế. Mít, con đánh bạn là sai rồi. Mau xin lỗi bạn đi. Mẹ. Mẹ về rồi. Đúng là mẹ rồi. Mẹ về lúc nào vậy ạ? Mẹ vừa mới về thôi. Con mau xin lỗi bạn đi. Phải ngoan chứ. Sao con phải xin lỗi ạ? Rõ ràng là bạn ấy sai mà. Đây là mẹ tớ. Cậu không được nói là tớ không có mẹ nữa. Không phải. Nếu cậu có mẹ, tại sao chẳng bao giờ thấy mẹ cậu ở nhà? Tại mẹ tớ bận đi làm chứ. Mẹ tớ cũng đi làm mà vẫn ở nhà đấy thôi. Nếu cậu có mẹ, tại sao chẳng bao giờ thấy mẹ cậu đưa cậu đến trường? Tớ đã nói là mẹ tớ bận còn gì. Cậu đúng là đồ không có mẹ. Cậu còn nói nữa là tớ quýnh đó. Mẹ tớ đang ở đây. Cậu nghe rõ chưa? Thế từ giờ chúng tớ không nói nữa là được chứ gì. Mẹ, sao mẹ đi lâu thế? Mẹ đừng đi nữa nha. Con không muốn tụi nó gọi con là đứa không có mẹ đâu. Về đi con. Cái Mít nó cần có mẹ hơn. Có gì khó khăn thì mẹ con bà cháu nuôi nhau. Tiền không phải là tất cả đâu con. Mẹ xin lỗi. Mẹ đã quá vô tâm rồi. Từ giờ mẹ sẽ không đi đâu hết. Mẹ sẽ ở bên con. Hoan hô mẹ. Con yêu mẹ.
Lily bị lạc đường. Chưa, tớ đi tìm nhé. Chưa xong đâu nhé. Ôi, ôi da. Ôi. Chết rồi, thùng rác cao như thế, làm sao mình leo lên được bây giờ? Phải gọi người giúp thôi. Thôi chết, bà chủ đem rác đi đổ rồi, làm sao bây giờ? Ôi. Ôi, đừng đi mà. Ôi da. Ngày nay mình bị quăng quật đến ê ẩm cả người rồi. Chết rồi, đây là đâu? Làm sao về được nhà bây giờ? Ôi, cứu tôi! Cứu tôi! Có ai không? Ôi, cứu tôi! Trời, cậu ấy sắp rơi xuống thùng rác rồi. Phải nghĩ cách cứu cậu ấy lên mới được. Ôi, cậu là... Để tớ giúp cậu, nắm chắc tay tớ nhé. Hóa ra cậu cũng đang gặp chuyện. Yên tâm đi, tớ sẽ đưa cậu về nhà. Cậu đưa tớ về thật ư? Thật mà. Cậu vừa cứu tớ một bàn thua trông thấy, tớ phải đáp lại chứ. Nhưng cậu cũng phải về nhà chứ. Ba mẹ cậu chắc cũng đang rất lo lắng. Tớ không có nhà. Tớ mới bị ông chủ vứt đi sáng nay vì ông ấy mang về một cô ác quy khác rất hiện đại. Tớ xin lỗi, tớ không biết. Không sao, tớ đưa cậu về nhé. Nhưng bằng cách nào? Tớ cũng chưa biết nữa. Chúng ta sẽ vừa đi vừa hỏi. Có thêm một người đi cùng sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Cảm ơn cậu. Thế nào? Đường nào mới là đường rẽ về nhà cậu? Tớ cũng không nhớ rõ nữa. Tại lúc bị đưa đi trời vẫn còn sáng, mà giờ thì tối, nên... Cứu tôi với! Bác mèo gặp nguy rồi. Cảm ơn hai cháu. Nếu không có hai cháu, thì hôm nay bác đã bỏ mạng dưới tay lão rắn độc ác rồi. Dạ có gì đâu ạ, chúng cháu cũng chỉ bảo vệ lẽ phải thôi. Mà các cháu đi đâu giữa đêm khuya thế này, không sợ bố mẹ lo lắng sao? Lily bị lạc đường, cháu đang giúp bạn ấy tìm đường về nhà. Thế nhà cháu ở đâu? Bác đi nhiều nên cũng biết nhiều nơi lắm, có thể giúp được cháu thì sao? Cháu cũng không nhớ rõ, chỉ biết là trước cửa ngôi nhà cháu có một cây bàn rất to bác ạ. Trước cửa có một cây bàn rất to hả? À, bác biết ngôi nhà đó rồi. Đã có lần bác đi qua đó. Thật à? Bác biết ngôi nhà đó sao? Nào hai đứa, đèo lên lưng bác đi. Bác sẽ đưa hai đứa về nhà. Tuyệt quá! Cháu rồi, cảm ơn bác đã đưa cháu về nhà. Lần sau cháu phải cẩn thận nhé, đừng ham chơi quá, kẻo có ngày bị đưa đi đâu rồi không tìm được đường về đâu. Dạ, cháu nhớ rồi ạ. Cảm ơn cậu nhé, tất cả là nhờ cậu nên tớ mới được trở về nhà. Có gì đâu, cậu cũng giúp tớ mà. Thôi về nhà đi, tớ đi đây. Cậu định đi đâu? Hay là ở lại đây với tớ? Ở lại đây ư? Liệu có được không? Ông chủ của tớ rất tốt bụng. Nếu nhìn thấy cậu, chắc chắn ông sẽ giữ lại. Vì cậu vẫn còn hữu ích mà, tin tớ đi. Nhưng mà... Cháu nghe lời Lily ở lại đây đi. Bác thấy nơi này hợp với cháu đây. Vâng, thế thì cháu sẽ ở lại. Hân hân. Bác đi đây, chào hai đứa. Tạm biệt bác. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!